Audio Jungle. Xin chào các bạn. Như vậy thì sau một thời gian giới thiệu phiên bản thử nghiệm Galaxy S4, đến ngày hôm nay Samsung đã chính thức phân phối siêu phẩm này với bản thương mại hóa cho thị trường Việt Nam. Với những gì đã thể hiện chỉ trong một thời gian ngắn ra mắt, thì Galaxy S4 đã nhận được quá nhiều sự quan tâm từ các tín đồ công nghệ. Tò mò hứng khởi chờ đợi cũng có, mà nhận gạch đá cũng rất nhiều. Nhưng chính những ý kiến trái chiều đó thì lại càng nói lên rằng cộng đồng sử dụng smartphone đang đặc biệt quan tâm đến siêu phẩm mới nhất này của Samsung. Galaxy S3 ra mắt là một sự thành công vượt trội của Samsung. Và với thế hệ thứ tư của dòng Galaxy danh tiếng này thì Samsung đã coi đây là sản phẩm chiến lược trong phân khúc smartphone cao cấp năm 2013 của hãng, và sẽ là đối thủ trực tiếp với các siêu phẩm xuất hiện trước đó. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Và hôm nay trên tay mình đây là chiếc Galaxy S4 chính hãng, phiên bản thương mại hóa được Samsung Việt Nam phân phối đến người sử dụng. Thì thiết bị này được sản xuất tại Yên Phong, Bắc Ninh của Việt Nam. Vì đây là hàng chính hãng nên nó được dán tem và đóng dấu niêm phong rất là cẩn thận. Thì các bạn có thể thấy Galaxy S4 có tên mã là GTI 9500. Thì phiên bản dành cho thị trường Việt Nam với các thông số kỹ thuật đó là màn hình cảm ứng, máy chạy trên băng tần GSM, chụp hình camera lên tới 13 megapixel. Những phụ kiện đi kèm theo máy gồm có sạc, pin, các kết nối dữ liệu, tai nghe và sách dễ sử dụng. Trên tay mình đây là phiên bản màu đen. Dãy số này chính là email của máy. Hộp máy được thiết kế khá lạ mắt, khác hẳn với hộp của những smartphone mà chúng ta đã từng thấy. Mới nhìn chiếc hộp này có lẽ sẽ không ít bạn nhầm tưởng nó được làm từ chất liệu gỗ, nhưng thực sự đây lại được làm từ giấy. Galaxy S4 ra mắt thì Samsung muốn cho người dùng thấy đây là một thiết bị thân thiện với môi trường, cho nên họ đã làm chiếc hộp với 100% từ chất liệu giấy tái chế. Không chỉ vậy, mực in trên hộp cũng như sách hướng dẫn sử dụng cũng được chiết xuất từ đậu nành. Nếu như không biết ý nghĩa của Samsung khi giới thiệu Galaxy S4 thì thực sự ngay từ khi đập hộp nhiều người dùng sẽ phải thất vọng, bởi chất liệu rẻ tiền không mang lại sự đẳng cấp của siêu phẩm đúng với sự chờ đợi. Tuy nhiên thì ta hoàn toàn có thể bỏ qua được yếu tố bên ngoài này. Mặt chiếc hộp khá đơn giản, chỉ có duy nhất tên sản phẩm thôi. Mặt sau là các thông số kỹ thuật nổi bật mà Samsung đã trang bị cho sản phẩm mới nhất của mình. Phiên bản trên tay mình có bộ nhớ trong là 16GB. Thì tốc độ truyền tải dữ liệu không dây trên Galaxy S4 vô cùng lớn. Các bạn có thể thấy thì tốc độ download lên đến 42.2 Mbps/s và tốc độ upload là 5.76. Như đã giới thiệu trước khi ra mắt trên thị trường thì Galaxy S4 sử dụng chip xử lý Exynos độc quyền của Samsung lên tới 8 nhân, trong đó có 4 nhân xung nhịp 1.6 GHz và 4 nhân xung nhịp 1.2 GHz. Và cũng có một phiên bản Galaxy S4 khác được Samsung giới thiệu sử dụng chip lõi tứ với xung nhịp lên tới 1.9 GHz. Và cho dù sở hữu một trong hai phiên bản thì tốc độ xử lý cũng vô cùng vượt trội so với các siêu phẩm khác. S4 được Samsung trang bị màn hình cảm ứng Super AMOLED 5 inch với độ phân giải Full HD. Thì đây đã là chuẩn mực của những smartphone năm 2013 và tất nhiên Samsung cũng buộc phải theo xu thế đó. Cũng giống như hàng loạt siêu phẩm mới nhất của các hãng khác thì Samsung cũng đã trang bị camera của S4 lên tới 13 megapixel và camera trước là 2 megapixel. Máy hỗ trợ định vị toàn cầu chuẩn GPS và một chuẩn mới khác đó là GLONASS. Galaxy S4 còn được hỗ trợ tính năng điều khiển từ xa các thiết bị điện tử trong gia đình qua cổng hồng ngoại. Thì tính năng này hoàn toàn giống với Optimus G Pro của LG ra mắt trước đây. Pin của Galaxy S4 đã được nâng cấp lên 2600 mAh và có lẽ chỉ còn kém mỗi Note 2 mà thôi. Và mình sẽ làm công việc thường thế của các bạn khi mua máy, đó là đập hộp. Và không biết bên trong chiếc hộp này thì có những gì, mình sẽ bóc siêu cho các bạn xem. Chiếc hộp đã được Samsung thiết kế tiết kiệm nhất, đúng vào diện tích của thân máy. Và vẫn là thiết kế của Galaxy S3 quen thuộc, nhưng nhìn Galaxy S4 có vẻ sang trọng hơn một chút. Chúng ta hãy xem phụ kiện bên trong gồm những gì. Đầu tiên đây là sách hướng dẫn sử dụng. Và cũng với chất liệu thiết kế giống với vỏ hộp, thì sách hướng dẫn này cũng được làm từ chất liệu giấy tái chế.
và được sản xuất riêng cho thị trường Việt Nam nên tất cả hướng dẫn đều bằng tiếng Việt. Ở đây thì Samsung có ghi là hướng dẫn sử dụng qua, nhưng mà nếu chúng ta đọc hết đúng hướng dẫn này chắc cũng phải mất đến vài ngày. Tai nghe trên Galaxy S4 có thiết kế giống hệt trên S3. Thì đây là tai nghe nhất trong. Và chỉ có khác biệt một chút, đó là dây tai nghe đã được làm dẹt đi thay vì dây tròn giống như trên Galaxy S3. Còn đây là cáp kết nối máy tính, đồng thời là dây sạc luôn. Phiên bản Galaxy S4 này màu đen, nhưng tất cả phụ kiện của nó thì lại là màu trắng. Đây là củ sạc của S4. Có vẻ như thiết kế của nó giống hệt với củ sạc của Galaxy Note 2. Cả thông số đầu ra cũng vậy, lên tới 5V và 2A. Đây là nút đệm tai nghe, cũng không gì đặc biệt cả. Và cuối cùng là pin. Thì pin của Galaxy S4 được Samsung nâng cấp lên 2600mAh, khá là đáng kể. Với sản phẩm chính là của mình thì Galaxy S4 đã được cài sẵn hệ điều hành Android 4.2.2 mới nhất, thay vì vẫn là 4.1.2 như các hãng khác. Vấn đề chất lượng thiết kế trên Galaxy S4 chính là điểm trừ lớn nhất. Đây cũng chính là chủ đề bàn tán nhiều nhất của cộng đồng trong thời gian S4 mới được tung ra. Máy vẫn được làm với chất liệu bằng nhựa, mặc dù đã được cách điệu và bóng bẩy hơn khá nhiều, nhưng dường như về thiết kế của Galaxy S4 vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của S3, và cũng giống như các thế hệ iPhone khi ra mắt vậy. Tuy nhiên thì với những nâng cấp phải nói là quá mạnh mẽ trong cấu hình, cũng như cải tiến rất nhiều trong các tính năng của Galaxy S4, và quan trọng hơn cả chính là trải nghiệm thực sự của người dùng, đó mới là thước đo đánh giá chính xác nhất cho một siêu phẩm. Và chúng ta hãy cùng chờ xem với Galaxy S4, Samsung liệu sẽ tiến xa hơn trong năm 2013 này. Xin cảm ơn các bạn.